Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và như vậy là ở trên tất cả server ở trên thế giới thì chúng ta đều đã mở đó là shop huyền bí rồi. Và tất nhiên server Việt Nam đã mở shop huyền bí. Tôi chả hiểu sao tự nhiên tôi bị cảnh báo AFK trong tử chiến xếp hạng anh em ạ. Tôi không bao giờ, nhà tôi ba đời không bao giờ quit game. Ok, lúc này các bạn vào trong game mình đã có shop huyền bí rồi. Và để xem shop huyền bí server Việt Nam thì nó sẽ có cái gì, và để xem là tỷ lệ phần trăm giảm giá sẽ là bao nhiêu. Đấy, ngoài cái việc mà vào từ trong cái phần thông báo thì anh em có thể là vào trong cái bookshop nhá. Trong bookshop thì nó có cái nút như này, đấy, bấm vào nó vào ngay đấy, ở chỗ bên tay phải đầu nhân vật ấy. Ok, con dê quay để xem ra cái gì không, và xem bao nhiêu phần trăm. Cứ 90% cho tôi. Và cái này cứ 90% là tôi vui rồi. Ok con dê, tích cực quay tay là vận may nó sẽ tới ạ. Và ok con dê nào, ra đi nào. Nào ấn dừng nha anh em nhá. Dừng, ấn dừng luôn. Dừng luôn 72% cũng ổn. Và nếu mà so thành với cái lần trước tôi được có 60% anh em ạ. Ok, và để xem là có gì. Như vậy là không có thẻ vô cực. Và như vậy là server của chúng ta không có thẻ vô cực, nói gì đi. Thôi xong rồi. Này anh em lại lên chửi bới các kiểu là điều rồi. Vâng, sáng nay tôi đã có ở trên kênh Rikaki Studio ấy, tôi có làm cái phần chơi sớm thẻ vô cái shop huyền bí của hai nơi, đó là Malaysia cũng như là Indonesia. Đấy, thì cả shop của Indo lẫn shop của Malaysia thì hai server đó đều có thẻ vô cực. Nhưng mà riêng cái server yêu quý của chúng ta thì không có thẻ vô cực nha anh em nhá. Và như vậy là hơi đen cho anh em. Khi mà mùa này thì bên Nga nào đã loại bỏ thẻ vô cực ra khỏi shop huyền bí rồi. Và khi mà không có thẻ vô cực thì chịu thôi anh em, biết làm sao giờ. Vâng, em quay hôm qua khi mà Nga nào tung ra cái ảnh của cái shop huyền bí ấy, tôi đã nghi rồi. Đấy, tôi đã hơi nghi ngờ là không có thẻ vô cực rồi. Tại vì bình thường nếu mà có thẻ vô cực ấy thì bên Nga nào sẽ đưa vào trong cái ảnh của cái sự kiện luôn. Nhưng mà hiện tại, cái vì hôm qua tôi kiểm tra tất cả các server khác thì họ đều có bán thẻ vũ cực ở trong shop huyền bí, nhưng mà riêng server Việt Nam của chúng ta thì lại không có anh em ạ. Ở đây chúng ta chỉ có bộ cô bé mùa đông, anh chàng mùa đông thôi, một đống các cái vé vòng quay, hộp súng điên hồ, súng mọc viện, rồi tiếng hú địa ngục. Nói chung là về cơ bản thì shop huyền bí chúng ta cũng giống 90% các cái shop huyền bí của các nước kia, cũng có hai bộ đồ Genos và Saitama, nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không có thẻ vô cực. Đấy, nó lại như thế cơ. Nhưng mà mua 5 thẻ tạo phòng với cái giá này cũng khá rẻ, nên mình sẽ mua 5 thẻ tạo phòng. Vì đợt tới khi mà mình quay lại livestream thì mình sẽ làm nhiều cái sự kiện cho anh em, mình sẽ cần đến thẻ tạo phòng. Đấy, nhưng mà nói chung là không có ấy thì cũng hơi buồn, không có thẻ vô cực thì cũng hơi buồn, mà mình nghĩ là nhiều anh em sẽ cảm thấy phẫn nộ. Thì cá nhân mình ấy thì mình đang nghĩ là lý do vì sao mà chúng ta không có thẻ vô cực, vì thứ nhất là có thể là do là số lượng người mua thẻ vô cực của chúng ta lần này là khá nhiều rồi, tức là ở server Việt Nam mà chúng ta mua thẻ vô cực khá nhiều, nên là do là có khá nhiều người mua nên bên Ghana nghĩ rằng là nếu như mà cho thẻ vô cực vào trong này thì chúng ta sẽ bị thiếu đi, chúng ta sẽ bị phí mất một chỗ đấy, tại vì đa số mọi người đều mua rồi. Ví dụ như tôi mua ngay từ ngày đầu tiên và ra bắt thẻ vô cực cơ. Đấy, thì có thể là bên Nga nào không để vào đây, hoặc là có thể là bên Nga nó giới hạn. Đấy, bây giờ mày không mua đầu tháng thì cuối tháng mày đừng hòng mua. Đấy, có nhiều thanh niên là kiểu khôn ấy, kiểu như là đợi cuối tháng có shop huyền bí để mua thẻ vô cực để cho nó rẻ ấy. Nhưng mà Nga nó bảo không đâu. Đấy, như thế là bất công với những người mà đã bỏ 400-500 kim cương ra để mua ở đầu tháng. Ví dụ có những người mua kiểu đặt trước là 699 kim cương. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn, thì như thế nó sẽ bất công. Đấy, thì tôi nghĩ là cái lý do như vậy cũng hợp lý, và chia buồn cho các bạn nào mà chờ đến thời điểm này đợi thẻ vô cực nhá. Nhưng mà rất tiếc là server Việt Nam chúng ta sẽ không có thẻ vô cực đâu. Đấy, như thế là đồ thẻ vô cực lại thành đồ hiếm anh em ạ. Và được của nó. Ok, bây giờ thì mình sẽ test bộ đồ. Thì có nhiều bạn hỏi là nên mua bộ Genos hay bộ Saitama. Thì theo mình các bạn nên mua bộ Saitama, hay là có tên khác là bộ Thánh Phẩm. Tại vì là cái bộ này trông nó rất là đặc biệt. Bộ Genos thì nó chỉ có cái tóc và cái áo ấy, nó hơi đặc biệt tí thôi. Đấy, trận này team tôi có các thanh niên RGFF Rikaki và streamer bắn Nga nhất Việt Nam. Hôm qua tôi vừa bị mấy bạn trẻ trâu sỉ nhục anh em ạ. Và hôm qua bắn trận tử chiến, xong rồi mình vô tình mình bật chat, mình quên không tắt cái loa đi. Đấy, có mấy bạn trẻ trâu vào sỉ nhục kêu là các bạn ấy cố tình chết 2-3 mạng, xong rồi các bạn ấy kêu là để cho thằng streamer gà nhất Việt Nam gánh. Cay thật anh em ạ. Mà trận đấy tôi không gánh được. Ui xồi, phát hiện là ngay mà thanh niên loot đồ team mình này, loot đồ team chúng tôi.
là một thanh niên mặc đồ đẹp quá nhá, bộ đồ hổ, đồ trùm trường, hai tay hai vector, mình cứ mua sẵn một cái mình bắn gãy một cháu rồi mình lại có thêm khẩu vector nữa ấy, thành hai vở vector. Ôi ui giời ơi, bạn bắn như vậy là bạn dở rồi, bạn bắn như vậy là bạn dở rồi, double kill đấy. Hôm qua tôi bị trẻ trâu sỉ nhục anh em ạ, đấy ui lại thêm một thanh niên. Ôi ảo diệu thật sự ạ, ôi ngon quá rồi. Đấy, thế là mấy bạn trong team tôi bắn là cố tình bắn thua, xong rồi ra để ngồi soi để xem là thằng streamer gà nhất Việt Nam có gánh được team không. Chắc chắn là tôi không gánh được team, thế là các bạn ấy mỗi bạn mất một sao đấy, easy như một trò đùa. Đấy, tôi đã nói với anh em rồi, tôi gà nhất Việt Nam, anh em mà có ghép chung với tôi ấy, vô tình ghép chung trận với tôi mà lúc mà tôi đang quay video để minh họa các video clip cho anh em ấy, thì anh em cứ bắn tử tế đấy, anh em bắn tử tế bắn hay thì anh em lại được lên clip đấy. Còn nếu mà bây giờ anh em bắn kém thì làm sao mà tôi cho những cái video mà tôi chết sấp mặt lên clip được. Đấy, chia sẻ với anh em như vậy. Thế nên là những cái bạn nào mà vô tình ghép chúng tôi nhá, thì anh em cứ lờ đi, anh em cứ coi như là thằng này là thằng quả tạ cực nặng rồi. Đấy, anh em cố mà gánh. Đấy, tự nhiên hôm qua kêu hôm qua gặp chúng các bạn, ba bạn nhỏ chắc là học tầm cấp 1, cấp 2 gì đấy. Xong rồi cứ thằng Rikaki kìa, thằng Rikaki streamer bắn gà nhất Việt Nam kìa, này nọ lọ chai, anh em ạ, cày lắm. Vâng, nhưng mà tôi cũng không nói gì, tôi cũng tập trung vào bắn thôi. Nhưng mà anh em thì lại cứ kiểu kiểu cố tình đi chết ấy, xong rồi để quan sát tôi, xong chụp ảnh chúng biết là thứ thế là thôi, tất cả mọi người đều thua. Đấy, không hiểu đấy, mọi người bắn đấy cứ như các bạn như này, trận này này, tin bad boy thái sợ gái với cả cái gì đây, già bé, cái giá bé cái gì đấy. Đấy, các bạn cứ bắn nghiêm túc vẻ tươi không. Đấy, các bạn bắn nghiêm túc thì tôi chơi nghiêm túc đấy, tin bad boy có mình pha first blood đỉnh cao. Ok con dê, địch cha đi móc lộp rồi, mình ném hai quả lựu đạn không ăn thua. Đây rồi đôi giày, đây rồi đôi giày á, đây rồi đôi giày này, bật ngay thiên ở Cololo lên. Đây rồi, lại thêm thanh niên này di chuyển ngáo đá không nhìn này, hai đấy thấy chưa. Đấy, anh em cứ bắn nghiêm túc thì tôi vào trong trận thì tôi mới có thể bắn nghiêm túc để minh họa cho anh em xem được. Nhiều anh em mà ý thức có không cao đấy, tôi cũng nhân cái video này tôi cũng nói. Ok, trở lại với cái vụ mà lý do vì sao mà bên Ghana Việt Nam họ không đưa cái thẻ bố cực vào, thì đây không phải là lần đầu tiên họ không đưa thẻ bố cực vào chăm sóc huyền bí. Thì như mình đã nói ấy, có thể là bên Ghana cho rằng là cái việc mà sở hữu thẻ vô cực giá rẻ như này nó sẽ bất công với những người mà đầu tháng bỏ tiền mua thẻ vô cực. Tôi thấy là nó cũng hơi bất công thật. Ví dụ như buổi đầu tháng tôi bỏ ra 699 kim cương để tôi mua bao gồm cả đặt trước, xong rồi đến thời điểm hiện tại thì nhiều người mua với giá chỉ tầm 100 kim cương thôi, thì như vậy không ổn lắm. Đấy, ui sồi ôi, ui sồi, bắn qua làn khói ngay. Đấy, dù có khói mình vẫn thấy tâm đỏ được không anh em. Đấy, dù có khói hay không có khói tôi vẫn bắn cho địch gọi là không chạy đi đâu được, chạy đâu con sâu. Đấy, trận này win chặt, ui lại còn thò mông ra đây nữa này, bắn này ở dưới còn một cháu nữa. Và khẩu chim mõ kiến này tôi lấy ở thằng kia. Thế nói chung là anh em đừng có nên mua súng xịn quá trong chế độ này không nào. Lựu này dài, tôi ném lựu tít lắm đấy chưa, 130 sát thương được của nó ngay. Vâng, may 130 sát thương, hai viên nữa là nằm được không anh em. Rồi chơi tín lắm, rồi tôi ném lựu đạn này gọi là ri lựu đạn luôn. Hai xong rồi còn một cháu nữa, trận này win chặt anh em ạ. Đấy, team chơi như thế có phải nó dễ không. Thế nên là chơi nhiều khi gặp nó rất là áp lực nhá. Đấy, rất là áp lực. Thì mình nghĩ là sau cái vụ shop huyền bí này chúng ta có thể nên rút kinh nghiệm là thôi thì cố gắng đầu tháng bỏ 400 kim cương ra mua cái thẻ vũ cực cũng được. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ như là đợi đến cuối tháng mà lấy shop huyền bí rất là hên xui. Cái shop huyền bí nó đâu đó khoảng một tháng nó sẽ có một tháng một lần anh em ạ. Cái shop huyền bí gần nhất của chúng ta thì cũng từ tháng trước. Đấy, tháng này chúng ta sẽ có shop huyền bí và đâu đó khoảng tháng đến tháng rưỡi chúng ta sẽ có một lần. Nhưng mà nói chung mà nếu mà đợi shop huyền bí để mà mua thẻ bố cực thì theo tôi đánh giá nó hơi hên xui. Thế nên là anh em cũng chú ý là mình cũng nếu như mà có điều kiện anh em cũng bỏ 400 minh cương mua thẻ bố cực trước. Chứ còn bây giờ anh em vẫn phải bỏ 400 minh cương mua thẻ bố cực vì shop huyền bí không có, mà anh em lại mất thời gian cày. Đấy, anh em lại cày gọi là hết tốc lực, may ra thì chắc là kịp thẻ bố cực mùa này. Ok, đấy, ui tôi giết 11 kin này được không anh em, quá ổn luôn. Ok, sáng nay tôi cũng có xem một cái video khá thú vị, nó chia sẻ thông tin này cho anh em, đó là thông tin về việc đó
đó là trong năm vừa qua thì bên FIFA họ đã xử lý 30 trường hợp gian lận. Đấy thì năm vừa qua ấy, năm 2020 ấy, thì bên Ghana theo cái thông số họ thì họ đã cấm đâu đó khoảng 30 triệu tài khoản vì gian lận. Đấy, kinh khủng đúng không? Đấy, trong đó thì 31% những tài khoản này là bị report từ người chơi. Đấy, bị gọi là thông báo từ người chơi, tức là bị report. Đấy, trong đó thì 36% là bọn auto aim. Đấy, còn ngoài ra thì có mấy loại khác là xuyên tường, bay biết các kiểu là điều. Đấy, nói chung là đợt tới này thì bên Ghana họ sẽ rất là mạnh tay với cả những cái việc mà phá game. Đấy, những cái kênh, các cái thứ mà truyền tải những cái thông tin mà về phá game ấy, là bên Ghana họ sẽ làm việc để họ đánh đập luôn. Đấy, nói chung là cái thông tin này mình thấy là nó cũng khá thú vị và nó cũng sẽ mang lại niềm tin chúng ta thì để vào một cái môi trường mà game nó trong sạch hơn. Ok, và đó thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em trong video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, yêu thích những cái phần review của mình thì các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.